Tòa nhà Trương Định sở hữu vị trí vô cùng đắc địa và thuận tiện cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Nằm trên tuyến đường trọng yếu của khu vực, từ tòa nhà vừa dễ dàng kết nối khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội qua tuyến đường Bạch Mai - Phố Huế, lại vừa thuận tiện kết nối với phía đông và phía tây thủ đô thông qua các trục đường lớn Minh Khai, Đại La, Trường Chinh. Đây là lợi thế cho các doanh nghiệp giao thương và hoạt động. Hơn thế, xung quanh khu vực tòa nhà còn sẵn có các tiện ích từ nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, khu vui chơi giải trí và các ngân hàng giao dịch. Hãy liên hệ ngay Property Plus qua hotline 0865 364 866 để tìm được văn phòng ưng ý với chi phí tốt nhất.